chào quý đồng nghiệp đã quay lại với cái chương trình game show Nhìn Hình Đoán Bệnh lần thứ hai. Lần này những cái ca rất là đặc sắc, các anh chị sẽ được trình chiếu các cái mặt cách gợi ý để chẩn đoán. Trong chương trình chúng tôi sẽ chiếu những trường hợp tim thai có bệnh lý, đôi khi có những ca bình thường nữa. Các anh chị sẽ có một phút để cho đáp án đúng nhất và nhanh nhất, và ai chẩn đoán được đúng nhất và nhanh nhất sẽ được một phần quà trị giá dưới 2 tỷ và kèm theo chiếc ấu ưu đãi khi mua máy Volution. Xin kính chào quý đồng nghiệp đã quay lại với cái chương trình game show Nhìn Hình Đoán Bệnh lần thứ hai. Lần này những cái ca rất là đặc sắc, các anh chị sẽ được trình chiếu các cái mặt cách gợi ý để chẩn đoán. Trong chương trình chúng tôi sẽ chiếu những trường hợp tim thai có bệnh lý, đôi khi có những ca bình thường nữa. Các anh chị sẽ có một phút để cho đáp án đúng nhất và nhanh nhất, và ai chẩn đoán được đúng nhất và nhanh nhất sẽ được một phần quà trị giá dưới 2 tỷ và kèm theo chiếc ấu ưu đãi khi mua máy Volution. Giờ chúng ta vô cái ca đầu tiên ha. Ca này thì tôi không có cắt ngang bụng cao, nhưng mà mặc định cho các anh chị á là situs là bình thường, mõm tim ở bên trái. Đây chúng ta cắt 4 buồng tim ha. Đó. Đây 4 buồng tim các anh chị thấy ha. Đó, đo cái tỷ lệ tim ngực với cái đường ra của thất trái. Rồi mà cắt dọc cung động mạch chủ. Rồi ở đây là cái chẩn đoán bệnh này chủ yếu ở 4 buồng, cho nên tôi chỉ tập trung 4 buồng thôi, còn cái đường ra là coi như là bình thường ha. Đó, cái một bên là hình ảnh 2D, một bên là có Doppler màu kèm theo. Các anh chị để ý kỹ cái chi tiết này để mình lập luận chẩn đoán. Tôi cứ tập trung cắt ở mình cắt 4 buồng đó. Cái này là các cái phổ Doppler qua van nhĩ thất, qua van động mạch chủ này. Bốn buồng từ mõm cung động mạch chủ, bốn buồng để coi các cái tĩnh mạch phổi ha. Rồi ngang qua cái van nhĩ thất. Rồi mời các anh chị cho chẩn đoán. Rồi để đáp án cho ca này thì đầu tiên bốn buồng thì chúng ta sẽ thấy đây cái lỗ bầu dục là nằm ở vị trí này ha. Ở cái phần sát cái van nhĩ thất á, nó có khiếm khuyết ở đây ha. Vậy thì chúng ta tập trung coi là cái vùng mà khiếm khuyết đây nè ha. Ở đây ngoài cái lỗ bầu dục đây nó có cái khiếm khuyết ở phần sát cái van nhĩ thất đó ha. Đây đường ra thất trái là bình thường, cung động mạch chủ chúng ta cũng thấy bình thường. Giờ để Doppler màu vô ha. Chúng ta thấy là tĩnh mạch phổi cũng bình thường nè, cái dòng chảy qua lỗ bầu dục nè, từ phải qua trái cũng bình thường ha. Chúng ta thấy cái dòng chảy ngay chỗ phần thấp đây, từ phải qua trái đây có màu đỏ hướng về phía đầu dò. Cái này là để chúng ta chẩn đoán phân biệt với những cái tình huống mà tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái đổ về sân manh mà chúng ta cắt ở đây nữa. Cái miếng ở đây thì cái dòng màu nó sẽ ngược lại, nó sẽ từ bên nhĩ trái này hướng nhĩ trái về nhĩ phải, nó sẽ xe đầu dò, thường là nó màu xanh. Còn cái này một đúng mà thực sự khiếm khuyết của mắt thì chúng ta thấy cái dòng màu nó đi ngược lại từ cái nhĩ này qua đây. Cái hướng dòng máu giống như là sinh lý của cái qua cái lỗ bầu dục vậy đó. Đây, cái màu đỏ đây. Như vậy thì chúng ta chỉ có thấy một cái thông liên nhĩ phần thấp, gọi là thông liên nhĩ tiên phát ha. Đó, ở đây chúng ta khẳng định lại cái dòng chảy qua cái vách liên nhĩ đó. Ca này trên 2D á, là chúng ta chẩn đoán được á, là kênh nhĩ thất bán phần ha. Ở trên 4D đó chúng ta thấy được cái chẻ của cái lá trước của van hai lá ha. Nằm đây mà cắt 4 buồng thì chúng ta thấy rất là rõ ha, hai bộ máy van nhĩ thất trên cùng một mặt phẳng đó. Rồi có cái này chúng ta sẽ thấy cái lỗ bầu dục này, và cái này là cái thông liên nhĩ lỗ tiên phát. Rồi chúc mừng các anh chị đã có đáp ứng đúng là kênh nhĩ thất thể bán phần.
Chúng ta vô ca tiếp theo ha. Đây là cắt ngang bụng cao. Các anh chị thấy là mặc định nãy tôi xác định cho các anh chị là tình huống này là dạ dày ở bên trái ha. Coi cái động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới. Rồi sau đó là lên bốn buồng, tôi xác định cho các anh chị cái trục tim thai ha. Đây ngang bốn buồng ha. Đó, các anh chị sẽ thấy bốn buồng đó. Tim mình mẫm tim bên trái luôn. Rồi các đường ra của thất ha. Rồi cắt tiếp lên trên nữa ha, kiếm cái đường ra thất phải, nhưng mà ở đây nó vẫn là đường ra của thất trái trước đó. Rồi ba mạch máu đây ha, cắt lên trên ba mạch máu, các anh chị thấy hai đại động mạch đó ha. Rồi cũng gần như là ba mạch máu khí quản luôn rồi đó, lên trên chút xíu đó. Đây lo các cái vòng van đó, anh chị thấy bỏ doppler màu vô ở ba mạch máu khí quản ha. Rồi, cái hình để cho các anh chị hình dung cho rõ cái bệnh này, tôi nghĩ là rất là dễ chẩn đoán đó. Rồi xin các anh chị. Rồi đáp án cho ca này thì rất là đơn giản ha. Đầu tiên chúng ta thấy là suy tuyết bình thường, định vị phủ tạng bình thường, bốn buồng tim thì chúng ta thấy cũng có vẻ cân xứng, chưa có cái gì đặc biệt. Lên đường ra của thất trái thì chúng ta thấy một cái đại động mạch nó cưỡi ngựa trên vách liên thất ha. Đây có thông liên thất đây, đây là đường ra thất trái, thấy rõ hơn cái việc động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất nè. Rồi tới cái đường ra của thất phải ha, chúng ta thấy cái van động mạch phổi dày đây ha, đi ra từ thất phải đây. Cái này chúng ta thấy động mạch chủ nè, đi hướng này ha. Như vậy nó không có tạo thành hình chữ V như bình thường đó. Đây đo cái vòng van mạch phổi, chúng ta bỏ doppler màu vô để chúng ta thấy hình dung cho nó rõ nè. Đó, đây là cái động mạch chủ, nó đi lên đây, đi hướng về phía bên phải. Còn cái động mạch phổi đây, cái ốc động mạch là bên trái ha, qua này nối với lại động mạch chủ đây. Như vậy thì này là có hẹp van động mạch phổi rồi, nhưng mà nó có thêm cái bằng chứng là cái cung động mạch chủ bên phải. Rồi trên cái hình ảnh 4D này á, chúng ta thấy nếu mà chúng ta tắt màu đi á, chúng ta thấy động mạch nó cưỡi ngựa. Sau đó chúng ta bỏ màu vô là chúng ta thấy hai cái thất nó đổ vào cái đại động mạch mà nãy chúng ta nói, cái động mạch chủ cưỡi ngựa đó ha. Đó, tới cái cung động mạch chủ nè, đó. Chúng ta thấy là cái cung động mạch chủ bên phải ha. Cái ống động mạch này nó ngoằn ngoèo một tí ha. Động mạch chủ đây. Động mạch phổi lên đây, ống động mạch tại cung động mạch chủ bên phải nè, ống động mạch thì bên trái nha, nối vô đây. Vậy chúc mừng các anh chị đã có đáp án là tứ chứng Fallot với cung động mạch chủ bên phải. Rồi các anh chị chú ý cái tiếp theo, nhiều khi cũng phải có những cái ca mà nó không có gì bất thường hết nha, cho nên là các anh chị phải cẩn thận ha. Thì ca này là mới mặc định là cái dạ dày bên trái suy tuyết bình thường, đây là cái mõm tim cũng ở bên trái ha, đây ở mà cắt bốn buồng, các anh chị coi ha, coi cho kỹ mà cắt bốn buồng. Rồi đây là tỷ lệ tim ngực, bỏ cái doppler màu vô ha. Rồi đo cái vận tốc nhịp tim, đây là đường ra của thất trái, đường ra của thất phải đó. Rồi bây giờ lên ba mạch máu và khí quản, nó hơi rối chút xíu ha, rồi anh chị nhìn kỹ. Rồi đó cũng tập trung cắt vào ba mạch máu và khí quản đó ha. Đó, đây cái power doppler đó, các anh chị thấy nó lợi hại hơn ha, nhìn thấy nó đỡ rối hơn cái doppler màu hồi nãy. Và cái này là cũng quyết định chẩn đoán. Rồi xin mời các anh chị cho chẩn rồi giải đáp cho cái bệnh này. Chúng ta thấy mắt cắt bốn buồng này hoàn toàn bình thường, bên này là nhĩ trái nối với thất trái, nhĩ phải nối với thất phải, tỷ lệ tim ngực bình thường, các cái van nhĩ thất không có bị hở ha, tần số tim cũng trong giới hạn bình thường, thất trái nối với động mạch chủ, thất phải nối với động mạch phổi, ba mạch máu bình thường. Lên đây chúng ta tự nhiên thấy cái
ba mạch máu nó không có, có vẻ như không có bình thường ha, cái dòng màu nhưng mà nó cũng chưa có rõ lắm. Chúng ta thấy là sao nó cũng một phần nó giống với cái cung động mạch chủ bên phải, bởi vì chúng ta thấy đây ha, cái đây động mạch phổi, đây động mạch chủ đang đi qua đây bên phải của đường thở ha. Nhưng mà cái power doppler này nè rất là lợi hại cho các anh chị thấy, bổ sung thêm cái dữ kiện cho chúng ta thấy nè, phổi đi ra đây, cái ống động mạch nó nối qua đây ha. Đây cái cung động mạch chủ bên phải này là chúng ta đã thấy rõ rồi, bây giờ nó xuất hiện thêm cái cung động mạch chủ bên trái nè, nhỏ hơn ha, nó đi xuống đây. Như vậy là cái này là nó là một cái cung động mạch chủ đôi ha. Để minh họa rõ cho cái cung động mạch chủ đôi này á, thì chúng ta qua cái các cái hình ảnh mà dựng hình trên stick 4D á, thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn rất là nhiều. Này, trên cái hình ảnh này các anh chị sẽ thấy đây là cái cung động mạch chủ bên phải lớn này ha. Cái cung động mạch chủ bên trái nó nhỏ, đây nó vẫn có chia các cái nhánh lên đầu này ha. Và cái ống động mạch ở đây nó chạy ngoằn ngoèo qua đây ha. Đó, rồi nó mới vô đây, nó nối lại vô cái cung động mạch chủ bên trái này. Như vậy đây là chúng ta thấy rất là rõ cái hình chữ O của cung động mạch chủ đôi đây ha. Đây các anh chị sẽ thấy này, trên cái tái tạo cấu trúc 3D này ha, chúng ta xoay nè, đó phía trước nè, chúng ta thấy cái động mạch chủ, động mạch phổi ha. Đó, chúng ta nhìn thấy cái động mạch chủ nè, đó nó lên nó chia làm hai đó. Đó, rồi sau cái động mạch phổi, cái khí quản nằm chính giữa, chúng ta quay ra tới chúng ta thấy cái đống động mạch ngoằn ngoèo quá chạy qua đây. Đó, chúng ta thấy đây tập trung vô cái bên này là ống động mạch này, chúng ta biết nè, đây là cung động mạch chủ bên trái nè, đây cung động mạch chủ bên phải nè, khí quản nằm chính giữa đây, tái tạo 3D hình rất là đẹp ha. Như vậy đáp án cuối cùng của ca này, chúc mừng các anh chị đã có chẩn đoán là cung động mạch chủ đôi. Rồi, chúng ta tiếp tục với ca tiếp theo ha. Cái này cũng giống như thường lệ là chúng ta mặc định là dạ dày bên trái situs bình thường đó. Chúng ta thấy cái situs cắt hơi nhanh ha. Qua tới 4 buồng ha. Mõm tim ở bên trái. Rồi tiếp theo ha. Trục tim thai là bấm máy nó tự động, nó tính trục tim thai là 63 độ. Rồi tỷ lệ tim động ngực trong giới hạn bình thường. Rồi đớp lơ màu vô ha. Rồi đây là đường ra thất trái. Anh chị nhìn kỹ cái đường ra của thất đó ha. Rồi đây là chúng ta muốn tìm cái đường ra của thất phải, ba mạch máu khí quản đó, để tìm đường ra của thất phải đó ha. Rồi này là đủ manh mối để các anh chị cho chẩn đoán. Rồi cũng đáp án cho ca này, các anh chị thấy là situs là bình thường, bốn buồng tim thì thấy cũng cân xứng, trục tim thì tự động máy nó đo thì là trái rất là nhiều. Chúng ta thấy tỷ lệ tim lồng ngực trong giới hạn bình thường, bốn buồng tim thì đớp lơ màu cũng bình thường, tính mạch phổi đó. Chúng ta thấy đổ về nhĩ trái, lên mà các đường ra của thất trái thì chúng ta thấy có một cái đại động mạch nó nằm cưỡi ngựa trên vách liên thất ha, đớp lơ màu phổ kèm theo á. Thì chúng ta thấy đây có vẻ như nó thấp thoáng cái động mạch phổi, hai cái nhánh của động mạch phổi ở đây. Chúng ta sẽ thấy đây, cái động mạch chủ này chúng ta biết cưỡi ngựa trên vách liên thất, cái này là chia nhánh của động mạch phổi nè, nhưng mà chỗ này cái van nó bị là một cái màng nó chắn ngang qua, không thấy cái van của động mạch phổi. Và trên cái hình đớp lơ màu hồi nãy, nếu các anh chị tinh ý, các anh chị sẽ thấy là có những cái dòng của cái ống động mạch đó, nó tới ngược lại vô cái màu đỏ vô trong cái động mạch phổi này. Để cho cái dựng hình cho các anh chị dễ hình dung á, trên 4D các anh chị thấy ha. Đó, chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh 3D nè ha. Thấy rõ được cái cung động mạch chủ ha, nó cho ra ống động mạch. Rồi. Đây, trên cái hình ảnh ở mặt các 4 buồng nè, đường ra thất trái này. Các anh chị sẽ thấy đó cái 4 buồng ha. Rồi chúng ta thấy cái động mạch chủ nó cưỡi ngựa trên vách liên thất ha. Đó. Chúng ta sẽ thấy được cái manh mối để chúng ta chẩn đoán, để chúng ta
thấy thêm được cái trên Doppler màu nữa, cái Doppler ngược ở trong cái động mạch phổi và cái van động mạch phổi thì chúng ta thấy là một cái màng trắng đi ngang qua. Rồi, chúc mừng các anh chị có chẩn đoán là không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất. Giờ chúng ta vô cái can ha. Đây là cái trái phải ha. Đây chúng ta thấy dạ dày nằm bên phải. Rồi bây giờ chúng ta tới cái hình tiếp theo. Doppler màu vô chúng ta coi động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới ha. Rồi như vậy thì cái mõm tim trên màn hình này là các anh chị sẽ thấy nằm ở bên phải. Rồi. Tiếp theo là chúng ta thấy cái trục tim ha, bấm tự động máy nó sẽ đo cho chúng ta cái trục tim, nhưng mà cái trục tim này lúc này nó bị qua bên phải rồi đó. Rồi chúng ta tính tỷ lệ tim trên lồng ngực. Rồi đây là chúng ta xác định các cái tĩnh mạch ha, coi cái tĩnh mạch gan đó đổ về nhĩ. Rồi cái này chúng ta thấy thêm cái dòng chảy qua cái thông liên thất. Đây cái thông liên thất ha. Đây là cái cung động mạch chủ ha. Động mạch chủ. Đâu là tính chất của cái van nhĩ thất, nào là van hai lá, ba lá, các anh chị quan sát cho kỹ. Rồi trên đây chúng ta cũng thấy được cái đại động mạch ha. Nó đi ra từ một cái có một cái đại động mạch nó đi ra đó. Rồi chúng ta coi lại các cái tĩnh mạch ha. Ở đây tôi đang nhấn mạnh cái nãy mình coi tĩnh mạch hệ thống, rồi bây giờ mình coi cái tĩnh mạch phổi đó. Này cắt lại các cái van nhĩ thất ha. Các anh chị thấy ha, đó một cái đại động mạch nó đi ra. Rồi nhắc lại cái situs cho các anh chị thấy ha. Đó, cái dạ dày là nằm ở bên phải. Tĩnh mạch thông liên thất. Rồi xin các anh chị chúng ta cho cái chẩn đoán. Chúng ta thấy là hồi nãy là chúng ta thấy cái mõm tim là nó nằm ở bên phải. Situs là infarctus, tức là cái nhĩ trái này nè, nó nằm bên phải. Nhĩ phải thì nó nằm bên trái, mõm tim thì nằm ở bên phải. Ở đây chúng ta thấy có một cái xoăn, giống như cái xoăn vành chỗ này nè. Cái van của lỗ bầu dục đó, nó nằm trong cái nhĩ trái ha. Mà các bốn buồng đó, các anh chị thấy tôi đánh dấu này ha, tức là đây bên phải, đây bên trái. Nãy tôi nói là cái situs infarctus cho nên là bên trái này là nhĩ trái, đây là nhĩ phải ha. Nó kết nối với lại cái thất, dưới này là thất trái, thất này thất phải. Tại sao chúng ta nói như vậy? Cái van này ha, cái van ba lá thì nó đóng thấp hơn so với cái van hai lá. Cái hình dạng của cái van cái thất trái thì nó trơn láng hơn ha, thất phải là có giải điều hòa ở đây. Như vậy là có bất tương hợp nhĩ thất. Rồi sau đó thì cái hình mà lúc nãy ban đầu á, tôi có cho các anh chị cái đại động mạch á, là nó đi ra từ từ cái thất phải ha. Và chúng ta ở đây chúng ta không có thấy được cái van động mạch phổi, nên là mình thấy cái tĩnh mạch trên gan nó về thông liên thất. Đây là cung động mạch chủ nè ha. Cung mạch chủ chúng ta thấy có cái ống động mạch ngay chỗ ra ngay chỗ vùng eo đó đó. Đây đó, cái van hai lá nó dạng mở cái dạng hình miệng cá phía trước, cái van ba lá nó nằm ở phía sau. Cái van hai lá ba lá lại cho các anh chị thấy cho nó rõ nè. Chúng ta thấy một cái đại động mạch ở đây, nó đi ra từ cái thất phải này. Đây là động mạch chủ ha, chủ tôi đo cái động mạch chủ đó đó ha, cái thước động mạch chủ đo thông liên thất nè. Bây giờ nhờ có kỹ thuật stick chúng ta dựng hình lại, chúng ta thấy đây là bốn buồng tim ha. Cái van của lỗ bầu dục ở trong nhĩ trái. Thì chúng ta thấy cái
cái van nhĩ thất bên này nó đóng thấp hơn. Nhờ vậy cái này là chúng ta thấy là cái van hai lá, và nó khẳng định thêm nữa là nhờ cái hình dạng của cái thất này nè, nó trơn láng, chúng ta nghĩ là thất trái. Như vậy là nhĩ phải nối với thất trái. Còn này là nhĩ trái, có cái van lỗ bầu dục trong đây, nó nối với thất phải. Chúng ta thấy cái thất phải này nè, nó xù xì, có cái giải điều hòa, cái van nhĩ thất nó bám thấp hơn. Như vậy đây trên hình này 4D chúng ta thấy nó rõ hơn nè. Đây nhĩ phải nè, nối với cái thất dạng thất trái nè. Còn nhĩ trái nối với thất phải. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thấy là nhĩ trái nối xuống thất phải, và thất phải sẽ cho đây nhĩ trái hình ảnh 3D đó, nhĩ trái xuống thất phải đây, và thất phải nó sẽ cho ra cái van động mạch chủ đây. Rồi trên hình mà dựng hình lại á, chúng ta sẽ thấy cái cung động mạch chủ ha, nó cho ra cái ống động mạch, rồi sau đó ống động mạch nó sẽ chạy vô, nó chia ra các cái nhánh động mạch phổi. Vậy tóm lại cái ca này á, thì chúng ta thấy một cái bất tương hợp nhĩ thất và thất đại động mạch. Cái này là chúng ta thấy tĩnh mạch phổi nè, và nó có thông liên thất, không có lỗ van động mạch phổi, với cái tim ở bên phải, rồi đảo ngược phủ tạng. Đó là đáp án đầy đủ cho cái ca này.